Rồi, kính chào cả nhà. Hôm nay bên em mới về con Mitsubishi MT48 đỏ nha. Con này có nắp hông hai bên nha. Cho em tháo ra em quay luôn cho nó dễ. Có nắp hông nha cả nhà. Đó, mái che 4 chân nguyên xi. Đẹp vip chạy nhanh. 48 ngựa. Cản phía trước nè cả nhà. Nhìn mấy con này to chắc hoành tráng. Có nắp hông hai bên nha, cho em gỡ ra em quay thôi. Đó. Có nắp hông hai bên hết. Mái che 4 chân đeo xe. Đó, bô đứng còn nguyên nắp to luôn nha cả nhà. Em đi cái cầu cho cả nhà tham khảo đây. Đó. Cầu đó là nguyên zin nè, cầu trước nguyên zin luôn nè. Nguyên zin nhìn rất là chắc nha. Chỗ này nó bị chạy phớt nha cả nhà. Đây nè. Chạy dầu chạy phớt chỗ này nè. Tức là bên em khi nào mà các bác anh mua thì bên em sẽ thay phớt cái chỗ này, bị chạy phớt phớt rồi, phớt cầu rồi. Phớt cầu rồi có gì là mua rồi bên em thay phớt cho nha. Xe nguyên zin thì về hầu như là trên 90% các xe đều bị phải thay phớt nha cả nhà. Phớt là để lâu ngày á. Đều bị lì hết rồi, đều phải thay phớt hết á. Con xe này đẹp lắm. Mấy cái chỗ mà chóc là đỏ này là cái nước sơn rin nó chóc ra nha cả nhà. Nước sơn rin nó chóc ra. Đó. MT48 đỏ, ben cơ số cơ, trợ lực lái chạy nhanh. 48 ngựa nha cả nhà. Cả nhà coi ốc vít nè. Đó. Ốc vít hoành tráng không? Đẹp luôn nha. Cái này bên em không có bộ kỹ nha cả nhà, nhưng vẫn còn đất nhiều lắm, vẫn còn rất là nhiều đất. Mấy cái chỗ này nó bị cháy cả nhà, nó cho nên bị cháy nè, có nhiều vết bị cháy rất là nhiều đây, nên bên em không có dặm lại để nguyên xi luôn. Đánh bát lại thôi nha. Con này là ghế nguyên zin theo xe. Ngồi gọi là êm luôn nè. Đây cả nhà nhìn xe nguyên zin nè. Có dưới cái ghế có cái hộp đựng đồ nghề bù lon ốc vít. Còn vứt đầy luôn. Đó cả nhà xem thấy không. Còn nguyên xi luôn, bên em chưa có rửa sạch như nè. Đầy đất đầy đồ nha, bị cháy nha. Cái này mà các bác mình mua rồi muốn dặm lại, sơn dặm lại bên em thì sơn dặm lại cho mình nhé. Đây bên em để nguyên xi luôn, nguyên zin luôn nha. Đây là ben cả nhà, ben cơ số cơ, trợ lực lái chạy nhanh. Cái dòng này chạy nhanh, mái che rồi 4 chân chống lực. Hôm nay thì bên em đang tiến hành nè kiểm tra con xe Supra D23S nha, để bàn giao cho anh khách ở Đắk Nông. Đó. Cái tầng này là tầng nhanh chậm nha cả nhà, tầng này, đó, tầng nhanh chậm. Con này nó có 3 số sới nha cả nhà, đó. Cả nhà thấy nước sơn nguyên zin không? Đây, nguyên xi nè, nó bị cháy nè, nó bị cháy nè. Các bác nào mua là muốn dặm lại sơn dặm lại, bạn em sẽ sơn dặm lại cho mấy nha. Con này chạy 900 giờ lên cả nhà. Nó chạy nhanh nha. Con này là có số chạy, đó là có 4 số chạy. Nổ phát test các thứ. Đó, cả nhà nhìn động cơ 4 máy này. Mới tân xà băng luôn này. Đấy, nó cái chỗ mà gài nắp bẩn cả nhà thấy không? Cái nắp bẩn của nó này. Đó. Nó còn vàng, chỉ hơi chảy một tí là biết là cái xe độ mới của cái xe nha.
tem là tem mát nguyên zin luôn, hai cầu. Bên cơ số cơ trợ lực lái chạy nhanh luôn, đùi cầu nhìn rất là to và chắc, khung sườn chắc chắn nha. Đó, mọi người xem là đùi đó này, phía sau này như xì luôn nha. Em quay kỹ luôn cho các bác xem như xì luôn. Mitsubishi MT48 làm được tất cả mọi việc luôn nha cả nhà. Đó. Khung sườn chắc chắn, cái dòng này siêu bền. Đó, siêu bền mà giá cả thì bây giờ nó cũng phải chăng. Nguyên xi luôn cả nhà, đây này phía sau nó bị cháy nè, đó nguyên xi luôn, nước sơn này, nước sơn rin của nó nha, đó, cả nhà xem á, nước sơn rin của nó, bên em chưa có hề dặm cái gì hết á, chỉ có xịt rửa sơ sơ thôi, rồi em đánh bát lên mà xong, đó, nhưng mà mấy cái chỗ cháy này là phải mấy bác không biết dặm lại, bên em dặm lại nha. Đây động cơ máy của nó đó cả nhà, đây là cái lớp sơn ring của nó tách ra này, Mitsubishi MT48 mới vừa cập bến, động cơ bốn máy đó, cây trong bẩn cả nhà xem này. Còn vàng luôn này. Đó, cái chỗ này nó bị cháy luôn cả nhà xem. Đấy, ngay cái đứt tróc rằng đất này ngay cái boe luôn, mọi người thấy không, ngay cái boe nó còn đầy đất bám. Nguyên zin nha, nguyên zin nha cả nhà, nhìn nha, đó nhìn xe mà nguyên zin nè, siêu bền siêu đẹp.
bốn quả lớp. Con này lớp 830 Otsu của Nhật. Đó. Mâm thì là bên em có dặm mâm lại rồi nha cả nhà. Con này thì lớp Otsu của Nhật thì là xung quanh bằng mâm nó thì có chỗ thì nứt nhẹ. Đây cả nhà xem. Có chỗ thì không có thể có một vết nào hết nha. Gai còn rất là đẹp luôn. Có mấy chỗ em nó có bị vết nứt như này. Đó. Có mấy chỗ nha, có mấy chỗ thế này nè. Rồi em nó có vết nứt sát cho lên chân mâm. Còn đâu gai thì em nó còn rất là đẹp luôn nha. Chỉ có mấy chỗ như vậy thôi nha cả nhà. Còn gai này. Đây là nhìn gai đó nè. Gai còn rất là cao nha. Đó. Gai còn rất là cao, rất là đẹp. Nhưng quả lớp như là đẹp luôn nha cả nhà. Lớp sau. Lớp sau là lớp Briton. Briton của Nhật, made in Japan. Đó. Lớp sau thì còn nguyên rin luôn nha. Nguyên rin từ cái mâm tới lớp thì bên em chưa có dặm lại nha cả nhà, vẫn còn để nguyên si luôn. 12.432. Đó, mâm này. Ốc vít thì có con sáng, có con bị hơi cháy nha. Mâm nguyên rin. Lớp sau cũng đẹp luôn nha. Lớp sau lớp Bristol cũng được, còn đẹp. Mitsubishi MT48, máy che 4 chân, động cơ 4 máy chạy nhanh 2 cầu. Bên em đang ra giá con này là 170 triệu nha cả nhà. Mitsubishi MT48, 48 ngựa. Có nắp hông hai bên nha, để em gỡ ra để quay thôi. Có nắp hông hai bên đầy đủ. 170 triệu. Chạy siêu bền, nguyên zin. Các anh các bác mới xem kênh mà chưa đăng ký thì cho em nút đăng ký nha, nút like. Rồi, kính chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo.